Vì rất là vui khi mà chia sẻ lại anh chị em và các bạn một mẫu hoa, hộp hoa ha. Và mẫu này mình có thể mình đem đi chúc mừng sinh nhật hoặc là mình đem đi chúc mừng một cái dịp gì đó. Mẫu hoa này mình tin rằng là sau khi mà các bạn xem cái video này xong, hoàn toàn các bạn có thể cắm được cái mẫu hoa này ở tại gia đình của mình ha. Đầu tiên ở đây là mình đang chuẩn bị ở đây này là một cái hộp gỗ này, đây rất là đẹp đúng không? Đó, kết hợp cùng với lại là một lượng xốp mình đã cột sẵn dây ở trên này rồi. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu mình cắm. Ở cái mẫu hoa này mình cắm nó sẽ cao cỡ tầm là một gang lưỡi tay, tức là khoảng 30cm thôi. Và có hoa mình sử dụng để mà mình đưa lên chiều cao á, là đây là mình sử dụng hoa chân điểu ha. Đó, như đây mình lấy như này. Và mẫu này mình biên sử dụng là hai chân điểu, để mình cắt luôn thêm một cây chân điểu nữa cho các bạn dễ hình dung ha. Chân điểu rất là đẹp đúng không? Rồi, mình muốn đưa hai con chân điểu này nó chéo xéo chiều mới như thế này. Đó, chính hai con chân điểu này là cái để mà nó làm chiều cao cho cái hộp hoa này của mình luôn. Cho nên là mình rất là yên tâm khi mà mình sử dụng như thế vậy ha. Rồi bước tiếp theo á, ở đây là mình sử dụng là lá này gọi là lá môn xanh ha. Phía đằng sau mình sẽ cho cái bông cúc nó hơi ngửa lại sau một chút xíu. Đây, xong khi mà mình đưa vào thì nó đang ra cái kiểu như thế vậy ha. Rồi, bây giờ mình sẽ đưa vào một số cái lá dương sĩ pháp. Mình đưa lá dương sĩ pháp đây cho nó ngắn ha, mình không cần phải đưa nó dài. Giống như mình đang làm đây này, cắt ra từng lá rồi đó. Có cái lá dương sĩ pháp này khi mà mình đưa vào trong cái hộp hoa này của mình á, thì nó sẽ làm cho cái hộp hoa của mình nó dày lên ha, trông nó đầy đặn lên. Ở đây mình sẽ sử dụng hai loại hoa hồng. Cái màu hoa hồng đỏ mình đang cầm đây gọi là hoa hồng giống mới nha. Kiểu giống như nét nam mi ấy thôi, màu của vậy.
Bây giờ đây mình sử dụng cái cỏ nam phi nha. Cỏ nam phi khi được đưa vào trong cái giỏ hoa này là rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ ghi chữ lên. Đây, mình đang chờ làm cho các bạn coi. Vậy là mình đã xong được một cái hộp hoa chúc mừng, và đây là cụ thể là chúc mừng sinh nhật. Ở đây là mình sử dụng là gồm có là hoa xanh môn này, đó lục môn á, lục môn kết hợp cùng với lại là hoa thiên điểu, rồi hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng và hoa hồng màu gọi là màu trà. Rồi ở đây mình có sử dụng là thêm ba cái bông nhím biển cũng có là nhân bi ha, và một số những cái hoa phụ kiện như là hoa cỏ nam phi. Trong quá trình mà các bạn thực hành, nếu như mà có những cái gì chưa rõ, vui lòng cứ comment ở phía bên dưới, mình sẽ trả lời với các bạn ha. Một cách nhanh nhất có thể, nếu các bạn thấy thích hãy nhấn like nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.